con này cứng. Để hết này cho chị đi. Vậy hả? Chị sợ mạng yếu, bữa giờ mạng bị gì á? Livestream mày rõ hay không là do mạng của em à. Cho nên bây giờ mình mới quay video á. Một lần chịu khó đang làm tiếp một lần như là sao lắm. Quay đi bữa sau tới là khóa quay á. Về coi dám hấp dẫn thiệt mà, mấy đứa ở đây nó quay mụn, ai phải mụn dạng hàng tóc người ta mới cho lên sóng chứ. Hay về anh coi biết mụn còi nhiều, em không giữ còi. Xong quay trực tiếp luôn, trực tiếp lên sóng luôn. Mẹ yếu quá chị. Mẹ yếu là bị mờ. Chịu khó nha. Đi chảnh cò chứ. Đi lâu rồi làm mũ nữa. Trời ơi. Còn nữa anh. Sao nhỉ? Nó ôm một bụng luôn. Tình gì vậy? Còn bữa mới quay xong. Răng ghê Linh ha. Ha. Nghe mùi hôi không? Mùi nãy lâu nó hôi á. Mụn á. Chứ không tính gì. Cái loại này nó hôi lắm. Nữa gì đừng có để lâu.
cái ca này không, cái loại này không phải mà loại chị nói đâu, không phải là bị ấy đi biết đâu em à, khác nữa. Cái này gọi là mụn đó, còn cái kia không phải. Hôm nay đừng quay cho thấy mặt anh nha. Dạ không thấy mặt anh. Không thấy anh nổi tiếng trên. Trời anh kết quả phần thiết đi luôn á. Làm thấy gớm, vài bữa đẹp trai lại quay lên lại. Thôi cho nó hết mụn được rồi. Yên tâm đi, mụn này anh lấy anh tới em chữa khoảng 3 lần đi, 3 lần là anh thấy ok à. Dạ, tuần sau tới lại ha. Dạ, đúng tuần anh tới cho em. Lấy lần này về là thấy bớt có nhiều nè. Mụn anh hơi cứng, anh chịu khó nó hơi đau một tí. Mình có thấy đau đâu. Hả? Đâu có thấy đau đâu. Không thấy đau hả? Không, vậy thì tốt. Mấy chỗ kia nặng cái là chảy nước mắt phun chạy luôn. Nặng bằng cây, anh nặng bằng cây. Đúng rồi, nặng bằng cây đúng rồi. Nặng bằng cây thì nó đau hơn đây nhiều. Mấy mụn này sâu nó đi xuống à. Ở đây nhiều anh vô ngủ luôn á. Nặng mà không phải mụn với da mụn cám á. Nó vô thiêu thiểu ngủ luôn. Nó có sưng không vậy? Cái này đi làm đúng không? Không có đi làm, nó là chiều đi tập, nó sưng lên quê không dám tập. Sưng thì không sưng đâu, nó hơi đỏ. Giờ nãy nãy chắc chiều bớt rồi đó. Mấy chút nữa có ai nặng xong rồi đấm giùm cái nha. Ấy đánh vô cái mặt giùm cái. Chiều đi tập nó hỏi sao mặt sưng kia bị thằng kia nó quýnh. Cho nó hợp lý ha. Bởi vì cái sĩ diện mà khổ. Cái gì mà phải chịu đau, chịu sưng, chịu đấm nữa. Mặt này mà sĩ diện, mặt này thấy con trai nó. Nó giận cho nó nữa mà anh ấy sao bình thường à. Không như anh tưởng tượng đâu. Không mà nặng không đâu là chắc không có sưng đâu. Sưng này. Sưng này không sưng nữa. Còn đỏ thì nó hơi hồng hồng đó, đỏ một tí. Đang xong cho anh mở cái gương xoay luôn. Được rồi, trời. Xoay chi đâu. Cho nhà không có gương á. Này nặng xong là giảm được mấy mươi phần trăm trên khuôn mặt rồi. Bữa nay chắc anh giảm được cỡ 30 khoảng 40 á. 40. Rồi tuần sau cái mình nặng để tuần nó lên lại 100% cái mình tới mình nặng lại 40 tiếp nữa ha. Không, tuần sau nó lập lên mấy cái mụn ở dưới da đó. Rồi bắt đầu anh tới anh nặng. Nơi anh nặng 3 lần anh thấy ok. Tại vì mình nặng như vậy nè, cái số nhiều quá cho nên nó mụn nó chi chít, cho nên có nhiều khi cái vùng nó da nó đỏ lên thì mình không có thấy, mà mụn không có nặng được 100% được, tại vì nó còn cái tầng ở dưới nữa, tại vì nó là thành ống mà,
cho nên là mình lấy cái cùi cứng ở trên nè, là bắt đầu cái thành ống lỗ chân lông nó thông thoáng rồi, mấy cái dưới nó đẩy lên. Rồi sao mình tới mình lọc lại, anh lọc chừng 3 lần là ok. À, lọc như nước lọc vậy ha. Ừ, à, rồi, nó rồi. Như thành ống đó. Quay cái gì vậy? Ờ thôi, như vậy bếp đi lận. Cho anh. Thế là quay như đó được rồi. Mà quay lên phay nhiều quá, cho tôi cũng...